Vâng, thưa cô chú anh chị, thì hôm nay Cường cũng đến thăm lại một chuyện tình đầy thú vị của hai anh em ruột và lấy chung một người vợ nghe cô chú anh chị. Thì hiện tại thì Cường đã bắt gặp là anh Sơ, là chồng trước, chồng lớn của chị Phiên đó, đang cuốc đất đó để là làm ruộng đó cô chú anh chị. Thì Cường xuống hỏi anh thăm ảnh như thế nào có chứ, nghe cô chú anh chị. Rồi, chào anh Sơ. Hôm nay đi cuốc làm ruộng hay sao? Năm nay làm ruộng chú ơi. Cái này mình cuốc cho mướn, người ta mướn mình cuốc hay sao? Người ta mướn. Ta mướn hả? Dạ. À, mình người ta mướn mình vậy mình làm ngày cho người ta, mình làm ngày được nhiêu cho em xin ngắn mít nói chuyện nha. Dạ. Là làm mướn chắc cỡ 100. 100 hả? À. À, vậy là một ngày người ta trả cho mình 100.000 hay sao? Dạ. Vậy hả? Dạ. Mình lên bờ mình ngồi nói chuyện chút được không? Được, có gì đâu. À, đi. Rồi cái này là nó mướn mình làm hàng ngày hay là sao? Làm cũng nửa ngày mình nghỉ. À, làm nửa ngày. Không tới ngày. Không tới ngày hả? À, nửa buổi. À, cái này là mình đi cuốc cỏ hay sao? Cuốc cỏ, cuốc gì vậy đó. À, ngồi đây mình tâm sự chút ha. Dạ. Ê, anh Sơ nè, cho anh cho em hỏi nghe về vấn đề, thí dụ như mà vợ anh với em trai của anh đó. Thì lúc mà anh bắt được thì lúc đó anh cảm xúc như thế nào? Là anh gặp được là vợ anh với em trai anh, biết câu chuyện á, biết câu chuyện là em trai ruột của anh và người vợ của anh đến với nhau á, thì lúc đó anh như thế nào? À, chuyện đó là mình không biết. Chuyện đó. À, có nghĩa là anh không biết à? Ờ. Thế chừng anh biết rồi thì lúc đó anh cảm xúc như thế nào? Cảm xúc là bình thường thôi. Rồi thí dụ như mà anh bắt gặp á, lúc mà anh bắt gặp mà người em trai của anh với vợ của anh đến với nhau, gọi là có tình cảm với nhau, đến với nhau đó, lúc đó anh như thế nào? Mà tình nhau đó là đèn đó nó em tôi. Ừ. Anh có buồn hay không? Không đâu. Không có buồn gì hết. Tại sao? Không, không buồn. Khỏe. Ừ. Rồi lúc đó mình có tức giận gì không? Không. Không luôn hả? Không. Vì lý do tại sao mà anh không buồn mà không tức giận? Không gì hết. Kể đó cho em kể đó. Ừ. Là cứ bình thường luôn ha. Bình thường. Thì vấn đề là nói chung là quan trọng là mình cứ vui vẻ thì chung sống trong một nhà luôn ha. Vậy đó. Vì rồi vợ anh lúc đó là vợ của anh á, là chị Phiên đúng không? Dạ. À, lúc mà chị Phiên là có đối xử anh khác như lúc trước không, khi mà đã gặp được em trai của anh á, có đối xử khác không? Không có. Cũng đối xử vậy luôn hay sao? Không, không có, là cũng thương em tôi xin. Chính xác em tôi. Ừ. Là chị Phi nói với anh là sao? À. Nói anh là xin thương em trai luôn hay sao? Mà vợ tôi là thương nó. Thương anh em tôi. À, có nghĩa là chị vừa thương anh rồi thương em trai của anh luôn. Ừ. Ha. Dạ. Dạ, nói với anh như vậy hay sao? Mà anh là bình thường thôi rồi, không có gì hết. Ừ. Anh là trong cảm nhận của anh, cảm giác của anh là nói chung là bây giờ vợ anh có đến với anh em trai của anh thì anh cũng coi như là bình thường hay hay là như thế nào? Mà cũng là bình thường mà. À. Có gì không? Anh không có tức ghen hay không giận hay không ghen luôn? Không. Không có. Không ghen luôn ha? Không. Ủa sao em nghe nói bữa hổm anh ghen lên anh chửi nữa mà. Không có đâu. Có không, có chửi không? Mà chửi là chút đỉnh thôi, vậy là gọi rồi. À, thì cũng có chửi hay cũng à. Hơi bức xúc, cũng hơi chửi một câu hai câu vậy đó ha. Rồi nó cho biết coi có gì đâu mà không có. Gọi đó. À, là cũng có một lúc nào đó bức xúc thì cũng có một vài câu để chửi, nhưng mà rồi cũng thôi đúng không? Thôi, không có gì hết. Anh có thể cho em biết vì lý do tại sao mà anh phải cam chịu như vậy để cho vợ anh với em trai anh đến với nhau? Mà cũng là kể là bình thường mà, tôi là cho bình thường thôi, không có gì. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Mà bây giờ là mình cũng hơi. Dạ, cũng em ruột mình kể chứ đó. Ừ, anh nghĩ rằng là bây giờ thì em trai dù sao cũng là em trai của mình, em ruột của mình đúng không? Đúng. Thì bây giờ là vợ mình thì có đến với em trai của mình thì mình cũng phải chấp nhận vì hoàn cảnh khó khăn hay là sao? Vì gia đình mình nghèo khó không có đủ khả năng để cưới vợ cho em mình riêng hay sao?
mà bây giờ nó là không không chịu, không cười, có gì nó thương là nó dở là tôi vậy là cũng có gì đâu. À, có nghĩa là em trai của anh là không không muốn lại gặp một người con gái khác nữa, Không có đâu, là không yêu ai hết, không có yêu ai hết, là yêu vợ tôi. là chỉ yêu là chị dâu là vợ của anh Dạ thôi. dạ À, đúng, rồi trải qua một thời gian cũng 7 8 năm đúng không? cỡ cỡ đó đó. Vậy hả? À Rồi mà em không em đang đang thắc mắc, em đang thắc mắc về vấn đề mà em trai của anh với vợ của anh rồi đến với nhau rồi sẽ trải qua một mối tình có một đứa con, mà tại sao anh lại không có cảm giác là ghen tuông hay là tức giận, mà anh tự động là nói cho anh nói là anh cảm nhận nó bình thường, anh vẫn chấp nhận. Em không hiểu tại sao lại như vậy. hồi đó là kể là nó con đó, con đó là kể. À, có nghĩa là có một con trai riêng luôn, là vợ anh với người em trai của anh đúng không? À Anh vẫn chấp nhận cũng như là người con của mình luôn. không có con nó, Ý là anh vẫn nhìn nhận đó là người con của mình, giống như là con ruột của mình luôn á ha. Vẫn thương yêu như vậy luôn. Không phân biệt và đối xử là sao? mà vậy là nó con nó là để ra cho nó con nó. Tính ra thì sáng giờ thì anh lại làm đấy hay sao? Hả? Sáng giờ anh lại cuốc mướn người ta đó hả? Mượn người ta mướn Rồi làm vậy là một ngày người ta trả cho mình 100 ngàn. còn cha mà bụi. Rồi sáng giờ là vợ anh với em trai của anh làm gì? Ở nhà. Ở nhà hả? Dạ. Anh có vô nhà chưa hồi sáng giờ? Mà cũng nắng là vô nhà. À, vô nhà nghỉ trưa rồi mới ra hay Rồi sao? nó ra. À, rồi vô nhà nghỉ trưa có bắt gặp giống như ngày hôm kia nữa Hả? không? Mà không có đâu. Không có hả? Dạ. Thì anh cho em hỏi ha, là cái mối quan hệ giữa anh và vợ anh và em trai ruột của anh, thì nghe nói là em trai ruột của anh cũng có một căn nhà riêng đúng không? Có. Rồi là thường thường thì ở bên kia và ở bên đây thì nói chung là muốn ăn cơm hay là gì đó ra thì em trai anh ở bên đây ăn cơm ha, rồi có Dạ. khi thì ở đây có khi thì ở bên kia, rồi những lúc mà em trai của anh ở bên kia thì vợ anh thường thường ở bên đây hay là ở bên kia? Bên đó là mà ở cũng là ở bên nhà này, thường thường đi nhà nó đi ngủ đêm hai đêm vậy đó. À, đi ngủ 1 đêm 2 đêm rồi quay À. về đây, rồi qua đây 1 đêm 2 đêm rồi đi qua bển. Đi bệnh đó. Có một cái ngày nào, có một đêm nào mà 3 người ngủ chung chưa? Chưa, không. Chưa, rồi chưa có 3 người ngủ chung Không không. hả? Kể là đi đi là ở nó, đi đi đó. Rồi từ khi mà vợ anh gặp với em trai của anh là vẫn đối xử với anh giống như vậy, không khác thường. Từ lúc mà 2 vợ chồng gặp nhau trước kia thì tình cảm nó lại gắn gắn bó khăng khít hơn ha. Rồi từ lúc mà vợ của anh gặp lấy em trai của anh đó, thì cái tình cảm giữa anh và vợ anh có phai nhòa đi phần nào hay là còn nguyên như vậy? Có phai nhòa không? Thấy vợ anh với anh không còn khăng khít thân yêu nhau như lúc trước sâu đậm nữa không? Rồi đó là đi đó là mình không biết, À, làm vậy đấy là ta không biết không luôn biết ha. đâu. Thế chừng phát hiện ra thì cũng trải qua một thời gian dài phải không? Vậy vậy đó, không có, tôi là ở ở nhà tôi là đó, đi đi nhà nó chứ. Là cái lúc trước là anh chỉ nghĩ rằng là nhà anh ở đây rồi nhà em trai anh ở đằng kia rồi vợ anh đi chơi chẳng qua là có nghĩa là đi để mà này nọ để nó nói chuyện hay là này nọ thôi đúng không? Không nghĩ rằng là em trai với vợ anh đến với nhau hay sao? Đếm là biết đó là đó. À, không biết luôn ha. À Rồi đó. rồi khi rồi tới chừng anh phát hiện thời gian bao lâu mới anh phát hiện được là vợ anh với em trai của anh đến với nhau? Mà mình không biết đâu. Không Mình biết không luôn hả? biết, không biết. Vậy thôi cô chú anh chị, thì anh sơ thì anh nói tiếng Việt thì không 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 gần. không gần nó, cô chú anh chị cũng thông cảm, nhiều khi có những câu thì Cường hỏi á thì anh trả lời được, và có những câu anh Cường hỏi thì anh không 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 trả lời được, tại vì anh vẫn nghe được và anh vẫn hiểu nhưng mà anh không trả lời được tại vì anh không biết trả lời như thế nào cô chú anh chị. Nhưng mà nói gì nói với anh sơ, em nhìn cái nét mặt của anh có một nỗi u sầu, một nỗi ức ức trong người anh mà anh không thể nào bộc lộ ra luôn. Anh
sợ là cũng là đang làm à, ai cho mướn về là đi làm để Ai coi như muốn gì là làm nấy vì cuộc sống đúng không? xong. Bây giờ đất đai gì cũng có mà để cho em làm cho hết. Để cho em làm luôn hả? À. Là anh hy sinh cho em trai hết tất cả. Tất cả là con năm đứa anh trai. À, con tới năm năm đứa người Con năm trai. năm đứa con trai luôn. Anh gái anh đứa sao đứa. Là 6 đứa. Bây giờ là hết à, sao đứa. Cho gia đình hai hai đứa rồi. Có xui hai hai đứa luôn, có À, có xui nghĩa là rồi. có gia đã người con của anh đã có gia đình 2 người ha, và ở riêng. Dạ. Thì em có nghe hôm qua hôm kia gì, em có nghe chị chia sẻ là hiện tại là trong nhà thì mấy đứa con của anh đều thất nghiệp không có đi làm đúng không? Mà bây giờ là hồi đó là con tôi đi ở bể thuốc ở Tây Ninh nè mà mới mới lại đó, mà cũng cũng bao nhiêu tiền mà cũng thất nghiệp luôn. À, hiện tại bây giờ là ở nhà thất nghiệp. Thất nghiệp ở nhà À, không thì có ai mướn, ở nhà không. rồi thì anh ở dưới quê đây, thì cuộc sống của anh ở dưới quê thì là mình dạng như đi làm ruộng đúng không, nông dân. Nông ruộng Thì ai ai mướn, mướn mướn đi làm. à thì ai mướn mình đi cuốc đất hay là đi cuốc cỏ bờ gì đó thì mình đi À làm, làm ai mướn dậm thì mình dậm. giảm vậy đó, Còn thí dụ như không, nếu mà vụ lúa hết đó, thì mình làm công việc gì nữa? mình lúa hết là đi ở ở bên bên trên Là bên trên là mình đi làm gì cái đó? làm cọc hè vậy đó, bẻ cọc hè bẻ À, vậy thí dụ như mà ở đây thì vụ lúa đã xong xong rồi. thì người ta không còn mướn mình để làm nữa đúng không? Dạ. Thì anh sẽ tìm việc, anh lên trên vùng trên để anh hái cà phê. Bẻ cà phê. Lúc đó mình đi nguyên cả gia đình hay sao anh? Ba bốn gia đình đi hết. Đi hết luôn ha. Dạ. Rồi mình đóng cửa Mà bỏ nhà. tôi ở nhà ăn ơn. Ủa, anh ở nhà một mình hả? Dạ. Anh ở nhà giữa nhà hay sao? Nhờ giữa nhà có gà, có vịt gì mình coi vậy đó. À, rồi hiện tại mình có chăn gà vịt gì không? Có. À, vậy hả? Thì nói chung điều kiện của kinh tế của mình thì cũng ổn định hay sao? Mà bây giờ là cũng mình đi hết là cũng có ai coi nhà đâu. Nên phải ở lại đây coi nhà. À, thì ra là gì, thì thôi em cũng hỏi thăm anh chút xíu vậy ha anh Sơ ha. Dạ. Thì thôi bây giờ giờ này tới em thấy cũng hơi trễ rồi, thôi mình nghỉ luôn đi Dạ. về nhà ha. Cảm ơn, cảm ơn. rồi Dạ rồi dạ rồi dạ. Gia chủ ở cha cảm ơn. Thầy em bóng lục dữ lắm, thầy em chạy đi Campuchia. Đi Campuchia 2 năm. 2 năm hả? Rồi anh Cơn đúng không? Dạ. Cơn này anh cho em hỏi về vấn đề này ha, là từ lúc mà anh với chị dâu của anh đó là đến với nhau nha, là lúc đó mình lén lút lắm. Thì mà khi mà một anh trai của mình phát hiện mình để với chị dâu mình có lén lút với nhau đó, thì lúc đó thì anh trai anh có cảm nhận hay là có hành động gì không? Dạ hồi đó là cũng em cũng hồi đó là em cũng không sao dặn nữa. Không có, không dám công khai hay sao? À, không có. Cái đó là mình giấu giếm mình Dạ, lén phải không? cũng bình thường. Hồi đó là cũng thầy thầy bả thầy bả sai vậy đó giống cái cổ em nè. À, Rồi húng. hùng rồi. Anh có cảm giác với chị dâu anh từ lúc nào? Hồi đó là em cũng không cảm giác bây giờ hồi đó là 2 lần mấy em mới cảm giác. À, có nghĩa là chị dâu anh là Dạ. câu cổ anh không 2 lần Nè. rồi là anh mới có cảm giác hay sao? Cảm giác tới bây giờ nói bây giờ thương như vậy đó. Vậy hả? Nè, thương thì gặp luôn á. Thương bây giờ gặp luôn ha. Nè. Nhưng mà cái mối tình đầu anh với chị dâu của anh là ở đâu? Dạ. Lần đầu anh với chị dâu của anh á, Hồi đó hả? hồi đó là lần đầu tiên, Lâu đầu tiên đầu là tiên anh với chị dâu anh là ở ở đâu, vị trí nào, ở ngay chỗ nào? làm ăn cơm hả? Ăn cơm á? Ăn cơm nhà ở nhà ở đây nè. Ở nhà luôn hả? À, lúc đó anh trai anh đi đâu mà anh ở nhà mà anh làm như vậy được? Anh đi làm đi giặt lúa. À, anh trai anh đi giặt lúa thì anh ở nhà với chị dâu là bụp Bập xẻng luôn. Mà lúc đó có hồi hộp không? cũng có hồi đó là cũng thanh niên hả? Hồi hộp là mình hồi hộp như thế nào?
hồi hộp là thấy có nghe vừa sẻn mà vừa nhìn ra sao vừa sẻn và thương một đời luôn á. Ý là em hỏi là lúc mà lần đầu tiên anh với chị Danh anh á, chị dâu anh á, là lén lút ở sau lưng anh trai của anh á ở trong nhà, rồi lúc đó là anh trai của anh đi ra đi dắt lúa đúng không, rồi lúc đó là anh ăn cơm, cái này là ăn cơm á, ăn cơm anh ăn cơm là người đó ăn cơm không cho ăn bà nói làm gì không được đâu, ăn không được tới chừng ăn được rồi. Có khi nào là anh cứ ngó cái đầu lên để nhìn coi canh sợ anh trai gì không? Sợ sợ thấy lợi cái bảy cái đầu luôn. Phải không em nói vậy đó, em nói là không dốc không gì hết. Rồi giữa anh và chị dâu của anh chạy qua bao nhiêu thời gian thì anh trai anh mới phát hiện được là anh với chị dâu anh lén lút với nhau? Cái hồi đó là cũng lâu à. Còn bao nhiêu năm anh trai phát hiện được? Ở 3-4 năm à. 3-4 năm đó là anh lén lút với chị dâu anh thường xuyên hay là lâu lâu một hai lần? Cái đó là chuyện đó là cũng nhiều. Nhiều ha. Nhưng mà tới 3-4 năm sau thì chắc lúc đó là mang thai rồi. Mấy tháng như là cũng muốn có con rồi. Chứ 3-4 năm sau. 3-4 năm sau thì đẻ ra ăn cu rồi. Dạ. Thì lúc đó là anh trai anh cũng chưa biết luôn hay sao? Dạ không. Chưa biết luôn. Chưa. Rồi 3-4 năm sau cho đẻ ra ăn cu rồi, 3-4 năm sau thì anh trai của anh mới biết được là anh với chị dâu của anh là vợ của anh ấy lén lút với nhau. Cái chuyện đó là ông không biết đâu, là cũng nên thân thì cũng chơi vui vẻ cũng vậy nè. Chưa nè. Cũng với con như với em cháu gì đó. Cũng vậy luôn ha. Cũng bình thường. Nó không có nói, nó không có gì hết. Rồi rồi lúc mà anh trai anh phát hiện được là anh với chị dâu của anh á là lén lút với nhau thì anh trai anh có tức giận chửi bới gì không? Em à. Dạ, anh trai có nghĩa là anh trai phát hiện được là anh á là anh kia đây nè là với chị dâu anh có lén lút với nhau á, thì lúc đó là anh sơ là anh trai của anh có la mắng gì không á? Cũng có. La dữ luôn. Cũng có, cũng giận, cũng có, cũng chửi. Cũng em cũng không có nói gì hết. Thì em ninh thinh bây giờ gặp rồi giờ sao nói gì nữa. Em không giận, em không có gì hết. Vậy thì là cũng phải chấp nhận thôi đúng không? Dạ, em chấp nhận là vậy. Là anh Sơ là người anh trai của cô anh. Khi phát hiện được là anh với chị dâu là vợ của anh Sơ có lén lút với nhau ở đằng sau lưng anh Sơ á, thì khi mà anh Sơ phát hiện được thì cũng phải chấp nhận cho anh với chị dâu đến với nhau luôn. Và hiện tại thì anh với anh trai của anh và chị dâu ba người sống chung như một gia đình. Cái chuyện đó là em bây giờ không biết làm sao, thì anh gặp em cũng gặp như vậy rồi, cũng em là thương một đời luôn, em không có bỏ đâu. Em nói thẳng luôn. Có gạo có gì ăn chia nhau ăn đi. Không có gì bỏ. Em chừng nào là bên bạn chị em có tiền có gì em giúp đỡ đi núi thì em cũng bên bạn chị thì bà núi em đó. Rồi anh Ken nè. Dạ. Rồi anh sống chung một gia đình với anh trai của anh và chị dâu của anh á, có nghĩa là chuyện tình ba người đó là anh có cảm nhận được là người là chị dâu của anh nó thương anh nhất hay là thương anh trai nhất? Dạ, bây giờ em là thương bằng nhau à. Thương bằng nhau luôn ha. Dạ. Anh cảm nhận là chị dâu anh thương bằng nhau. Dạ. Ha. Em không có thương ở đây. Cái đây lớn, cái đây nhỏ. Em thương là đều. Em thương đều. Em thương đều á. Em nói thẳng luôn. Gần mưa rồi em không có dốc đâu. Không có dốc mà gần mưa rồi, không có dốc rồi, nói thật luôn ha. Là có sao mình nói vậy anh Kênh. Dạ. Okay. Rồi, cũng cảm ơn anh đã chia sẻ lên kênh ha. Dạ, ok.